đi tàu tới kia lấy hành lý chứ. Số 7. Đi bên kia, đi giữa đường kia. Một cây chả cá thôi em, một cây chả cá thôi. Bây giờ này mới mua được có 10 ngày. Úi rồi, chốt thôi. Đòi lột ra từ nãy giờ rồi. Mà tôi thương đấy, thương để cho mặc nốt đấy. Đây nó dễ mặc cái chị. Ừ. Các bạn có vu. Thank you.
còn có một cái beo Prada nhưng nó có luôn cả một cái giống như kiểu một cái mét ấy, beo mét ấy. Là hợp luôn đấy. Chị lấy về là chị beo là hợp luôn đấy. Nghỉ tí cho bọn họ chốt lại đã. Thế mình mệt quá. Thế là ở nhà chụp xong rồi gửi cho em, không em đăng. Được bao nhiêu phần của tủ được chị? Trang ơi, Trang ơi, đi chị về Trang của em đang lấy bắp tóc của chị ạ. Thảo nào mình tìm từ nãy giờ mình không tìm thấy. Thì ai mà biết được? Ở Hàn Quốc là đi ăn là đàn ông làm đấy, làm đi. Làm đi. 그리고 어 육회 좀 두 개 주세요. 육회 두 개. 육회 두 개요? 네, 알았어요. 봐봐, 저 텐데 깨끗이 되네요. 집게 하나씩 더 주세요. Ở ngoài đang âm mấy độ? 2. Âm 2 độ. Nhưng mà ấm, ấm lòng người. Ấm từ tim á. Ấm từ tim. Tại vì lúc nãy ăn nhiều lòng quá. Ở bên trong cái cồn khô nha. Ôi.
cầm đường mà mọi người chưa nóng mình đã đổ mồ hôi rồi. Thân nhiệt cao đúng không? Thân nhiệt cao thì làm gì ạ? Ừ, lạnh lắm chịu nổi này. Ăn nhiều hơn những thành phần bởi vì cái cơ thể của mình ấy, khi mà mình thèm ăn mình sẽ ăn vô tội vạ. Khi mà mình ăn cái này vào thì nó sẽ làm cho mình tăng cái cảm giác no lên và nó không bị. Đang lấy máy. Ôi dồi ôi, như hai chị em sinh đôi thế này á. Sinh đôi mà mới gặp lại như chưa từng ngủ cùng Chili. Tìm thấy nhau ở trên chương trình đấy mà. Nàng ban man cơ. Đấy. Như chưa từng ngủ cùng Chili luôn. Cùng cha các ông nội đấy. Ôi đúng rồi. Trời ơi. Xinh đúng không? Xinh. Sao chưa kể rớt hai cái túi. Jingle bells, jingle bells, it is Christmas Day. The reindeer will bring some gifts to our house at night. Hey! Jingle bells, jingle bells, it is Christmas Day. We can put some
liên tiếng tiếng. Không được ngồi ghế trên à? Anh mong mời. Thường nó không được ngồi ghế trên. Ôi bình thường nó vẫn cho ngồi mà nhỉ? Ê anh Long ơi. Đâu, nó muốn dọn cái đầu của nó đi. One seat, one people. One seat, one person. Ok. Yeah. One seat, two person. Ủa chị là đi với mấy see you restaurant. Chú này. Yeah. Em thấy một ông tài xế. Bên kia ơi sao? Đó. Đúng không ạ? Chưa nè, ta đây quay. Tạm xa nhau nhé, chẳng thể cứ tiếp tục như thế. Đến khi em thực sự mạnh mẽ, trái tim em một hơi đêm sẽ về những lúc nhớ. Trái tim em vụn vỡ. Là nói chứ đâu. Ủa là cái quán hôm qua là mình đi ngoài này nè. A few moments later. Oh.
moments later.